Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 5 tháng 10, hầm chui Lê Văn Lương đoạn qua địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động. Sau những ghi nhận trong sáng nay của nhóm phóng viên VTC, chúng ta cùng trở lại với tuyến đường này vào buổi tối để xem tình hình giao thông tại đây như thế nào. Hiện tại chúng tôi đã có kết nối với phóng viên Khánh Huyền. Chị Huyền có thể cho biết tình hình tại hầm chui Lê Văn Lương hiện tại như thế nào được không ạ? Vâng ạ, xin chào trường quay của VTC Now, xin chào quý vị khán giả. Tôi đang có mặt tại công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội được khánh thành vào đúng dịp lễ kỷ niệm giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10. Hầm chui Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội được kỳ vọng là một giải pháp giao thông làm giảm ùn tắc tại địa điểm Lê Văn Lương, Tố Hữu và Vành Đai 3. Và thưa quý vị có thể nhìn thấy, mặc dù sáng nay chỉ khoảng 20 phút sau khi hầm chui Lê Văn Lương được thông xe, các phương tiện đã bắt đầu ùn ứ tại các nút giao Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám và Nguyễn Tuân. Xe cộ thì đã kéo dài gần 1 km và nhiều tài xế phải bất chấp quay đầu để đi ngược chiều để bớt tắc đường. Tuy nhiên vào thời điểm này, quý vị có thể nhìn thấy ở trên màn hình ạ, lượng giao thông ở thông qua hầm chui thì rất là ít và cũng không xảy ra một cái hiện tượng ùn tắc nào, con đường rất là thông thoáng. Vâng, và thưa quý vị và các bạn, rất đông người dân thì đã có niềm tò mò đối với trải nghiệm của con đường này. Và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ phỏng vấn một người dân ở tại đây để hỏi xem con đường này thì có thay đổi gì đối với chú ạ. Vâng, cháu là chú ạ. Chú có thể nhìn thẳng vào máy quay giúp cháu được không? Chú cảm thấy là con đường hầm chui Lê Văn Lương này thì có cái tác động nào về cái sự thay đổi giao thông của tuyến đường này ạ? Thực ra tôi là người dân ở 48 Tô Hữu, tôi đang sinh sống và làm việc ở đây mấy năm rồi. Thực ra sau khi sáng nay ngày 5 tháng 10 mà hoàn thành con đường này, tôi thấy lúc chỉ có đông tắc buổi sáng. Sau khi mà từ đầu vào chiều đến giờ rất là tốt, hoạt động bình thường. Quan trọng là bây giờ hai bên làm sao để kết hợp cái đường nhánh trên và dưới, hai bên làm sao kết nối cho nó hài hòa thì nó rất là tốt và rất thuận tiện cho người dân. Thực ra người dân rất vui mừng để thông cái đường này như này là rất là đấy, rất là tốt. Vâng, theo chú thì lý do vì sao sáng nay thì vẫn diễn ra cái tình trạng là ùn tắc cục bộ ở một số điểm qua hầm chui ạ? Thực ra thì sau khi khánh thành bên hướng đi đứng đi hướng đi Hà Đông thì chưa được tháo dỡ, hướng đi bên tay phải lối sang bên Lê Văn Lương thì đã thông, cho nên các cái điểm ùn tắc sáng nay nó cũng như mọi hôm. Thực ra nó chỉ tắc đầu giờ sáng thôi, sau đầu giờ sáng cái là tôi thấy rất thông thoáng. Tức là sau 10 giờ mà tháo dỡ ở đây thì tôi thấy là cực kỳ tốt.